Và tiếp theo đến phần dây dương của bình ắc quy thì mình không có mượn dây gì hết mà mình câu mình gắm sẵn vô đây luôn ha, cho anh em dễ nhìn nha. Dương của ắc quy đã đến bước đầy rồi, thì phần còn lại là chỉ còn bên cực này và cái bát của cái còi. Bát còi đây là tượng trưng phần dây âm, mình có thể gắn vô khung sườn xe, xe máy, xe ô tô gì đấy đó. Rồi phần này mình cấp điện âm cho nó. Đây mình có chuẩn bị sẵn một cọng dây, nó tẻ ra hai đầu đây anh em xem. Rồi mình ghim vô cái đầu này ha, nó sẽ tẻ ra hai đầu. Và dây này mình cắp vô trong này thì cái cục IC nó sẽ nhảy, nó kêu tách tách tách. Đây đây anh em xem nè, nó kêu nè, nó kêu tách 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 giống như là relay nó đá tách 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 vậy đó anh em đó. Rồi như vậy là mình đã đấu đúng, nó kêu như vậy là mình đã đấu đúng ha. Và cọng này mình cắp vô đây trước, mình dùng cái kẹp này mình kẹp lại cho nó chắc anh em. Kẹp lại. Rồi còn thằng này vì mình không có công tắc cho nên là mình chơi trực tiếp vô luôn ha, mình đụng vô là nó kêu nha. Đó. Đó. Rồi, anh em xem rất là đã không anh em? Rất là uy lực luôn. Đấy. Thì mình đã hoàn thành xong cái phần đấu dây cho còi bát. Bộ này là 12V, nhưng nếu anh em có nhu cầu mà mình muốn bộ 24V thì mình cứ comment phía dưới ha, bên em vẫn có bộ 24V cho anh em ha. Và xin cảm ơn anh em đã xem cái video này và xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ ha.